giúp đỡ người khác tha thứ cho ai đó một chút là ta đã nghĩ rằng mình từ bi điều này không sai thế nhưng lời phật dạy về lòng từ bi còn sâu sắc hơn nhiều sau đây là lời phật dạy hiểu đúng về lòng từ bi từ nghĩa là chia sẻ yêu thương bi chính là hy sinh thế nhưng hầu hết người ở thế gian này chỉ mới chỉ sống vì lòng từ nhiều hơn lòng bi đó cũng là điều dễ hiểu vì không dễ gì hy sinh lợi ích của mình cho người khác đó chỉ là những hình thức từ bi rất phổ cập nếu không muốn nói là sơ đẳng những sự cảm thương ấy có thể mang tính căn bản đôi khi cũng không cần đến sự cổ vũ của tôn giáo không chỉ đạo Phật mà tất cả các tôn giáo lớn đều đưa ra phương pháp thực hành nhằm phát quy lòng từ bi. Nếu càng phát lộ được lòng từ bi mạnh mẽ thì mình cũng sẽ càng cảm thấy can đảm và quả quyết hơn. Lời Phật dạy về lòng từ bi mang tính chất rộng lớn hơn là một lĩnh vực tác động sâu sắc hơn bằng cách hướng vào tất cả chúng sinh trong đó kể cả hàng thú vật bởi vì chúng cũng biết cảm nhận đớn đau và sợ hãi. Riêng đối với con người thì lòng từ bi Phật giáo không phân biệt bất cứ ai, dù họ nghèo đói hay giàu sang, mạnh khỏe hay ốm đau, xinh đẹp hay xấu xí, hung dữ hay hiền lành, bởi vì tất cả họ trong đó, kể cả chính mình đều khổ đau khổ đau đối với phật giáo không phải chỉ là những cảnh tượng đớn đau và khổ nhọc mà chúng ta nhìn thấy chúng hiện hữu đó còn là những thứ khổ đau rây rứt sâu kín tàn ẩn bên trong thân xác và tâm thức của mỗi chúng sinh từ bi đối với toàn thể chúng sinh và với chính mình sẽ mang một ý nghĩa to rộng hơn giúp mở rộng con tim của mình và khiến mình trở thành cao cả bén nhạy và nhiều nghị lực hơn muốn hiểu sâu sắc về lòng từ bi trọn vẹn ta hãy nhìn điều đức phật làm ngài đã bỏ hết được những cái của riêng mình vì mọi người sẵn sàng từ bỏ danh lợi bậc tôn vị địa vị và quyền lực để trở thành một người tu sĩ không nhà không cửa sống trong rừng sâu đức phật chịu đựng khổ hạnh để mong tìm cầu thấy con đường giải thoát cho chúng sinh bớt đi đau khổ luyện tập lòng từ bi nghi thức buổi sáng mỗi sáng thức dậy bạn hãy biết trân trọng một điều rằng bạn đã may mắn tồn tại trong cuộc sống này vì có vô số người đã không còn thức dậy vào sáng nay đức đạt lai lạt ma đề nghị sáng nay khi thức dậy tôi thật may mắn còn sống tôi có một cuộc sống làm người quý báu tôi sẽ không để lãng phí nó tôi sẽ sử dụng mọi năng lượng của mình để phát triển bản thân mình mở rộng lòng mình với người khác để đạt được giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh tôi sẽ có những suy nghĩ tử tế đối với người khác tôi sẽ không thức giận hay nghĩ xấu về người khác tôi sẽ làm lợi cho nhiều người khác nhiều hơn trong khả năng của mình luyện tập sự cảm thông mỗi người chúng ta có một sự khác biệt nhất định thậm chí hai anh em trong một nhà cũng mỗi người một tính thay vì để ý tới khác biệt chúng ta hãy tập trung vào điểm tương đồng thí dụ như chúng ta không chỉ cần thức ăn chỗ ở mà còn có cả tình thương. Vì thế, cứ trao đi yêu thương giống như mà ta muốn nhận. Đừng hy vọng chuyện bản thân xem thường đối phương mà lại muốn họ tôn trọng mình. Làm chơi đi thói quen đau khổ. Một khi bạn có thể cảm thông với người khác và hiểu được bản tính và sự đau khổ của người đó, bước kế tiếp là mong muốn cho người đó thoát khỏi đau khổ. Đây là tâm từ bi Luyện tập lòng tử tế Hãy tưởng tượng lại sự đau khổ của một người nào đó Mà bạn quen biết hay mới gặp gần đây Thử cảm nhận nó Cảm nhận nỗi đau của họ như là chính của mình vậy Có như thế ta mới thấu cảm được nỗi đau thực sự Đang tồn tại bên trong của họ những người cư xử không tốt với chúng ta đối xử với người tốt với ta thì dễ nhưng không phải ai cũng biết cách đối xử với người ghét mình như thế nào cho đời thanh thản khi có người đối xử không tốt với mình không nên tức giận mà hãy im lặng sau đó khi bạn bình tĩnh hãy quán chiếu về người đã cư xử không tốt với bạn hãy tưởng tượng gia cảnh của người đó nhưng những gì người đó đã được dạy dỗ khi còn bé hãy cố tưởng tượng mỗi ngày mà người đó phải trải qua và điều không hay nào đã xảy ra với họ hãy cố tưởng tượng bằng tâm trạng và trạng thái tinh thần của người đó sự đau khổ mà người đó phải gánh chịu qua việc cư xử không tốt với bạn theo cách đó và hiểu rằng hành động của họ không phải về bạn mà về những gì họ đã và đang chịu. Sau đó, bạn có thể tưởng tượng làm một cái gì đó cho người đó thoát khỏi sự đau khổ. Khi hiểu được điều này, ta sẽ thôi quán trách người mà thấy vào đó là lòng thương cảm. Quý Phật tử thân mến, chọn ngày lành tháng tốt là quan niệm xa xưa của ông cha chúng ta cho nhiều dịp đặc biệt như là đám cưới, đám hỏi, xây nhà, dân dân trong đạo Phật lại không có quan niệm về ngày giờ tốt xấu mà ngày nào cũng là ngày tốt nếu chúng ta biết suy nghĩ giúp người cứu vật tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người khác bằng lời nói hướng thiện và hành động mang lại lợi ích thì đó là ngày tốt để hiểu rõ hơn về ngày lành tháng tốt kính mời quý Phật tử và quý thính giả cùng lắng nghe bài đọc lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt. Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp như suy nghĩ điều thiện, lời nói thiện và làm những việc thiện thì ngày đó chính là ngày tốt. Như trong kinh đã nói, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo Các loài hữu hình nào Này các tỳ kheo Vào buổi sáng Thân làm việc thiện Nói lời nói thiện Ý nghĩ điều thiện Các loài hữu hình ấy Này các tỳ kheo Có một buổi sáng tốt đẹp Các loài hữu tình nào Này các tỳ kheo Vào buổi trưa Thân làm việc thiện Nói lời nói thiện ý nghĩ điều thiện các loài hữu tình ấy này các tỳ kheo có một buổi trưa tốt đẹp các loài hữu tình nào này các tỳ kheo vào buổi chiều thân làm việc thiện nói lời nói thiện ý nghĩ điều thiện các loài hữu tình ấy này các tỳ kheo có một buổi chiều tốt đẹp này các tỳ kheo dần sao lành điều lành rạng đông lành dậy lành sát na lành thời lành cúng dường bậc phạm hạnh thân nghiệp chánh lời chánh ý nghiệp chánh nguyện chánh làm các điều chân chánh được lợi ích chân chánh thì được lợi an lạc lớn mạnh trong phật giáo nên không bệnh an lạc cùng tất cả bà con lời phật dạy trong kinh tạng Nikaya. Trong cuộc sống người Việt Nam hiện nay có quá nhiều tập tục tín ngưỡng nhân gian. Có những tín ngưỡng hướng con người đến việc làm tốt đẹp và cũng không ít các tập tục làm cho con người tự đánh mất chính mình nhiều hơn. Trong thời đại hiện nay, nền khoa học văn minh vật chất đã phát triển tột bậc. Nhưng sự hiểu biết của một số người Phật tử vẫn còn hạn chế bởi tin vào ngày giờ tốt xấu lành dữ một cách quá mê tín chính vì thế những liên hệ về tuổi tác trong làm ăn hay bất cứ công việc nào khác đối với họ ngày tốt xấu là một vấn đề quan trọng được ưu tiên hàng đầu đây chỉ là thói quen nhiều đời bởi vì con người việt nam bị ảnh hưởng chiến tranh loạn lạc con người mất chủ quyền mà ảnh hưởng đến văn hóa thuộc địa. Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, là người thầy hướng dẫn cho chúng ta đi tới sự an lạc, giải thoát. Ngài không phải là một vị thần linh, thượng đế, ban phước giáng họa như một số người lầm tưởng. Ngài hướng dẫn cho chúng ta có niềm tin sâu sắc về nhân quả và khẳng định con người là chủ nhân của bao điều hòa phúc mình làm thiện được hưởng phước, mình làm ác chịu khổ đau. Chính mình chịu trách nhiệm về mọi hành vi thiện ác do mình tạo ra. Người Phật tử tại gia trước khi muốn làm điều gì, chỉ cần thành tâm tụng kinh sám hối lại Phật, lại Bồ Tát, làm phước cúng dường và hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Mọi việc đều được thành tựu tốt đẹp mà không cần coi ngày giờ tốt xấu. Nhưng tại sao có một số chùa hiện giờ, quý thầy cô lại coi ngày giờ tốt xấu? Vậy có trái với lời Phật dạy hay không? Trong nhà chùa, sở chỉ bày ra những việc coi ngày tốt xấu chỉ vì muốn đáp ứng lại nhu cầu tín ngưỡng theo tập tục bê tính lâu đời của nhân gian mà thôi. Nhờ phương tiện khéo léo đó có nhiều Phật tử bước đầu chưa hiểu Phật pháp, còn mê tín. Sau khi nghe chư tăng ni giảng pháp về chánh tính nhân quả, rồi họ sẽ tin hiểu và tự động bỏ việc coi ngày. Một ngày tốt đích thực là do mình tạo ra. Chính vì thế, chúng ta không nên quá lệ thuộc vào ngày giờ tốt bên ngoài mà đôi khi làm cho mình bất an, lo lắng, sợ hãi, vì chưa hẳn ngày tốt ấy đã thực sự là tốt tuy nhiên rất nhiều người sau khi sắp đặt công việc làm ăn đầy đủ các yếu tố cần thiết nhưng họ cũng đi coi ngày để giúp cho một số đối tác hay các nhà đầu tư an tâm mà đóng góp cổ phần đạo phật không có quan niệm về ngày giờ tốt xấu mà ngày nào cũng là ngày tốt nếu chúng ta biết suy nghĩ giúp người cứu vật tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người khác bằng lời nói hướng thiện và hành động mang lại lợi ích thì đó là ngày tốt ngược lại khi làm việc gì với ý nghĩ xấu nói lời dụ dỗ và hành động hại người thì đó là ngày xấu chính vì vậy trước khi khởi công muốn làm việc gì người phật tử chân chính đã có niềm tin sâu sắc đối với nhân quả thì vấn đề coi ngày giờ là không cần thiết nữa chúng ta chỉ chọn ngày nào tiện lợi, cảm thấy có niềm vui trong việc mình sắp làm, có lợi ích cho mình và nhiều người khác, đồng thời cầu nguyện cho một việc được thành tựu. Tùy theo trí tuệ và phước báo của mình và những người cộng sự mà công việc sẽ thành công hay thất bại, hoặc thành tựu nhiều hay ít, chứ không phải do nơi coi ngày. Tập tục coi ngày giờ tốt xấu bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa và ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam bởi một ngàn năm bị đồng hóa. Người Việt chúng ta chịu ảnh hưởng sâu sắc về các tín ngưỡng tập tục văn hóa ngoại lai. Cho đến ngày nay đã trở thành thói quen thâm căn cố đế nên rất nhiều người đều có ngày trước khi muốn làm một việc gì. Trong kinh di giáo, trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng cho bốn chúng đệ tử không được xem thiên văn địa lý số mạng cũng sao giải hạn ngày giờ tốt xấu. Ngày lành tháng tốt nếu có chăng cũng chỉ là phụ thuộc mà sự thành công bền vững và lâu dài là do biết tiếp thị đúng nhu cầu của người tiêu dùng. Chính chúng ta tự làm nên một ngày tốt đẹp do suy nghĩ giúp người nói lời động viên, an ủi, sẻ chia và hành động đóng góp, chứ không phải do ngày tốt giúp cho công việc thuận lợi về mọi mặt. Tuy nhiên, một số người Phật tử vì chưa có đầy đủ niềm tin về nhân quả, không tự tin chính mình nên phải đến chùa để coi ngày chờ tốt xấu. Nhà chùa cũng bất đắc dĩ, mà phương tiện coi dùm không đặt vấn đề giá cả hay gợi ý khéo léo rồi hướng dẫn giáo lý nhân quả để phật tử vững niềm tin hơn nhằm làm tốt công việc mình đang hướng tới còn nếu phật tử nào đã tin sâu nhân quả thì ngày nào hội đủ duyên lành là ngày tốt bản thân mình luôn sống đạo đức và tạo phước thiện nhiều thì ngày nào cũng tốt cả chuyện có ngày tốt đích thực hay không đến đây vẫn là do sách dở để lại. Bởi những người tướng số họ làm nghề để có tiền sinh sống và tùy theo quan điểm riêng của mỗi người. Một sự thật rất đau lòng cho nhân thế bởi vì không có ngày nào tốt cho tất cả mọi người. Nếu có thể có ngày tốt đối với chính mình, nhưng ngày đó là ngày xấu đối với người khác. Như chúng ta đã biết, xã hội ngày nào cũng có tai nạn, mất mát, chết chóc đau thương, vợ xa chồng, mẹ mất con và vô số các phiền muộn khổ đau khác vẫn xảy ra hàng ngày. Vậy, ngày nào là ngày tốt? Nếu ngày đó là ngày tốt thì tại sao vẫn có những chuyện làm đau lòng nhân thế? Như có một gia đình nọ, một bà mẹ có hai đứa con, nhưng do hoàn cảnh sự nghiệp khác nhau, một đứa con thì bán áo mưa và một đứa thì bán quạt đứa bán áo mưa mỗi khi trời nắng thì rất buồn rầu vì không ai mua ngược lại đứa bán quạt thì người ta mua rất nhiều vậy ngày nào là ngày tốt thực sự nếu ngày đó là ngày tốt thì ai cũng được như ý hết nhưng mà thế gian này ngày nào cũng có tình trạng tốt xấu lẫn lộn rõ ràng Ngày giờ tốt xấu là do tâm biến hiện. Ngày đó ta nghĩ tốt là nó sẽ tốt, chứ không có thực sự ngày giờ tốt xấu. Bởi nó do con người đặt ra theo cách suy nghĩ của họ được truyền nhiều đời qua sách vở. Bản thân chúng tôi khi chưa xuất gia đã từng là chủ của một lò bánh mì. Trước khi khai trương, bạn bè khuyên nên đi con ngày giờ tốt để việc làm ăn chắc chắn thành công và sẽ không bị thất bại. Chúng tôi đến một chùa nọ nổi tiếng về xem tướng số ngày giờ tốt xấu. Vì lượng người đến có quá đông nên phải chờ 24 tiếng đồng hồ mới coi được. Vì thầy hỏi ngày giờ sinh, tuổi gì ở đâu và chỉ hướng sắp đặt lò bánh mì và chọn ngày tốt nhất theo tuổi canh tí. Nhưng cuối cùng vẫn bị vỡ nợ và người ta xiết lò bánh mì vận may không có đã đưa đẩy chúng tôi vào con đường tội lỗi để tiếp tục bị xa đọa vào tệ nạn xã hội sau này khi chúng tôi bế tắc túng quẫn hết đường sống định liều chết cho xong may nhờ có người mẹ hiền từ đã khuyến khích động viên an ủi chúng tôi quy hướng về cửa phật mà được tu học cho đến ngày hôm nay trong một ngày nếu từ sáng sớm cho đến chiều tối mà chúng ta không suy nghĩ xấu ác và đồng thời còn làm được nhiều việc tốt đẹp có lợi ích cho nhiều người thì chắc chắn ngày đó là ngày tốt thực tế trong cuộc sống ngày nào cũng là ngày tốt nếu ý nghĩ mình suy nghĩ tốt miệng nói lời tốt đẹp và thân hay hành động giúp đỡ mọi người người phật tử chân chính khi đã thấm nhuận đạo lý nhân quả sẽ không cần có ngày mà ta vẫn có được ngày tốt đẹp cho mình khi biết tu dưỡng đạo đức buông xả tâm niệm xấu ác để chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui hạnh phúc tóm lại thay vì tìm cầu chọn lựa ngày tốt từ bên ngoài người phật tử chân chính sẽ biết cách chủ động tạo ngày tốt cho chính mình và nhiều người khác bằng cách kiểm soát ba nghiệp thân, miệng, ý để mình và người ngày càng hoàn thiện chính mình hơn bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình này hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung câu chuyện Gieo tâm từ bi, đời gặt phước đức. Người sống có tâm từ bi, ác sẽ có tất cả. Có một câu chuyện kể rằng, một người an sinh chăm chỉ, nhưng số gạo anh ta tích lũy vẫn chẳng được là bao. Anh quyết định núp vào góc nhà để tìm lý do và bắt được chú chuột đang ăn trộm gạo của mình. Anh trách mắng chú chuột. Sao không ăn trộm nhà giàu mà qua nhà tao? Chú chuột đáp trả. Mệnh của anh chỉ có 8 phân gạo, nên cố làm lụng thêm nữa thì ông trời cũng không để anh hưởng đâu. Người ăn mày thắc mắc và dạ, được trả lời Anh nên đi hỏi Đức Phật Tôi thì cũng không biết gì sao Thế là anh quyết tâm đi Tây Thiên để hỏi cho ra nhẽ Có một hôm trời tối anh ghé vào một nhà để xin cơm Chủ nhà ra mở cửa và hỏi anh đang đi đâu Anh bạn kể lại câu chuyện của mình Ông nghe thấy thì liền mời anh vào nhà nghỉ ngơi một lát Rồi mang ra cho anh một ít ngân lượng và lương khô. Ông nhờ anh hỏi xem về sau cô con gái đã 16 tuổi nhưng chưa biết nói. Ông cũng tiết lộ rằng nếu ai có thể làm cho con gái nói được thì ông sẽ gả cô cho người đó. Người ăn mà nghe vậy thì đồng ý hỏi giúp. Một hôm đi tới một ngọn núi gặp một lão hòa thượng vừa đi vừa chống gậy trong ngôi đền ông cho anh uống nước và hỏi anh đi đâu. Sau khi kể xong chuyện mình, lão hòa thượng lắng nghe xong liền nhờ anh. Anh hỏi giúp, tôi đã tu luyện ở đây trăm năm, đáng lẽ ra là được thăng thiên, nhưng sao vẫn chưa thể. Anh chàng ăn bài đồng ý sẽ giúp ông. Anh tiếp tục hành trình của mình và đi tới dòng sông, không có chiếc thuyền nào để qua. Anh ngồi than thân trách phận Bất ngờ dưới sông nổi lên một cụ rùa Cụ cất tiếng hỏi người ăn mày Tại sao anh ngồi đây mà khóc Nghe xong câu chuyện của chàng trai Cụ rùa nói Tôi tu luyện đã một ngàn năm Đúng ra là phải quá rồng Mà sao tôi vẫn là rùa Tôi sẽ cổng anh qua sông Nếu anh hỏi Phật giúp tôi lý do gì sao người ăn mày đồng ý giúp ngay anh chàng ăn mày tiếp tục đi mãi ngày qua ngày anh bắt đầu chán nản tự hỏi không biết phật ở đâu vì mình đúng ra là tới tây thiên rồi anh ngủ thiếp đi và gặp phật trong giấc ngủ chập chờn ngài nói con từ xa đến chắc có gì quan trọng muốn hỏi người ăn xin nói vâng con muốn hỏi ngài vài câu ạ à. mong ngài giải thích giúp con đức phật nói được rồi nhưng có điều con không được hỏi quá ba câu anh đồng ý nhưng vẫn phân vân không biết hỏi câu nào lúc này anh thấy mình tiếp tục đi ăn xin cũng không sao vì vấn đề của mọi người nghiêm trọng hơn nghĩ rồi anh hỏi câu hỏi việc anh cho là quan trọng nhất là về lão rùa Đức Phật nói Cái may rùa có 24 viên trân châu Cho nên cụ rùa không thể quá rồng Câu hỏi thứ hai về Lão Hòa Thượng Phật cho biết Ông cầm chiếc gậy bảo bối Là một bảo vật Nếu dùng gậy vẽ lên mặt đất Sẽ xuất hiện một dòng suối mát Nên Lão Hòa Thượng tiếc Nếu có thể dứt bỏ chiếc gậy đó Thì ông ấy có thể thăng thiên Câu hỏi cuối cùng Đức Phật trả lời cô gái câm chỉ cần gặp đúng người yêu mình thì sẽ tự nói chuyện dứt lời phật biến mất anh vội vàng về báo tin nghe lời phật dặn cụ rùa liền hiểu ra và gỡ bỏ chiếc máy xuống đưa cho anh bảo bối vô giá là hai mươi bốn viên trân châu rồi liền biến thành rồng bay đi chẳng ăn mày quay về đến ngọn núi nọ gặp lại lão hòa thượng và cũng được tặng ngay chiếc gậy trước khi cưỡi mây bay đi. Khi trở về tới cổng nhà mình từng xin cơm, trong nhà có một cô gái xinh đẹp chạy ra, cô nói giọng mừng rỡ. Người đi gặp Phật chủ đã qua về rồi, khiến cả nhà bất ngờ. Chàng trai giải thích những lời Phật dạy đã nói và ông liền gả con gái mình cho anh như đã hứa. Có thể thấy, dù mục đích ban đầu là tìm câu trả lời cho cuộc đời của mình, nhưng cuối cùng anh chàng ăn mày chỉ lo giúp đỡ người khác, không màng tới việc của mình. Vậy mà cuối cùng, vô tình, anh lại tự tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, đàn độ qua niên, lòng tràn đầy vui vẻ. Bạn nhìn cảnh xung quanh đều thấy vẻ tươi sáng đáng yêu. Vì thế, lòng yêu thương của bạn tràn trề vô hạn. Tuy nhiên, mỗi lần có kẻ đau khổ hiện ra trước mắt, bạn thấy coi lòng như xe lại Mặc dù kẻ ấy không phải là bà con thân thuộc gì của mình Rồi bạn muốn làm sao cho họ hết khổ Cùng vui như mình Ấy là lòng từ bi đã chớm nở trong lòng bạn vậy Từ bi không phải là thụ động yếm thế nhu nhược Mà nhiều người lầm tưởng rằng hễ có lòng từ bi Ai muốn làm gì dù phải trái cũng im lặng nghe theo Thực ra lòng từ bi khiến người ta vận dụng tâm tư khả năng phương tiện để làm cho mọi người, mọi loài thoát khổ được vui. Từ bi bao hàm ý nghĩa rộng lớn vô bờ bến. Vì cho vui diệt khổ, không những về vật chất mà cả tinh thần, không những với loài người mà còn bao gồm tất cả chúng sinh. Từ bi là cội nguồn, là trái tim của Phật giáo. Trái tim và khối óc trong cơ thể một con người là hai bộ phận tượng trưng cho từ bi và trí tuệ định nghĩa đơn giản nhất từ là ban an vui chia sẻ niềm vui đến mọi người và vui với cái vui của người khác bi là cứu khổ là đồng cảm xót thương trước cảnh khổ của người còn hòa thượng thích nhất hạnh định nghĩa từ bi đơn giản là yêu thương nói đến lòng từ bi thì Đức Phật Thích Ca là một tấm gương thật sống động. Người đã xả thân mạng của mình trong muôn loài chúng sanh. Kinh Kim Quang Minh có chép rằng, do thời quá khứ, có vua Mahalada thường làm việc thiện không có kẻ thù. Vua có ba người con, một hôm ba vị dương tử cùng vào rừng du ngoạn, dần đến một khu rừng trúc thì dừng lại nghỉ ngơi. Cả ba cùng gặp hổ mẹ vừa sinh bảy con mới được bảy ngày bị các hộ con quấn quýt không thể đi kiếm ăn cho nên hổ mẹ đói khát khốn khổ thân thể ốm gầy mạng sống không còn bao lâu dương tử thứ ba suy nghĩ này chính là lúc ta xả thân mạng ta từ xưa đến nay đã xả thân nhiều lần nhưng đều vô ích tuy thời cấp dưỡng cho thân không thiếu gì mà nó không biết ân lại hận quán thân này thật không bền chắc nay ta xả bỏ để có sự nghiệp vô thượng làm chiếc cầu lớn trên biển sinh tử vĩnh viễn xa lìa nỗi lo sợ vô thường biến đổi thành tựu đầy đủ công đức trí tuệ nghĩ thế Dân tử liền nói với hai anh hai anh cùng gia nhân có thể về trước em sẽ về sau ngài trở lại chỗ bầy hổ cởi y phục treo lên cành tre và phát nguyện ta nay vì tất cả chúng sinh cầu chứng đạo màu vô thượng giác độ chúng sinh trong ba cõi phát nguyện xong dương tử buông mình trước bầy hổ đói nhưng do quay lực từ bi của ngài nên hổ không thể ăn thịt dương tử suy nghĩ hổ quá ốm gầy, sức yếu ớt không thể ăn thịt ta dương tử lại tìm dao bén nhưng không có bèn dùng cành tre khô tự đâm vào cổ cho máu tuôn ra chảy đến bên hổ Hổ thấy máu từ cổ dương tử tuôn ra, liền uống và ăn thịt, chỉ còn lại xương. Còn trong kiếp này thông qua nhiều bài giảng, Ngài luôn khuyến dụ đệ tử phải biết phát tâm từ bi. Thường giữ lòng từ ái, sống đúng lời Phật khuyên, biết đủ, biết dừng lại, sẽ thoát dòng tử sanh. Ít muốn, xin học hành, đừng đắm trong lợi danh, nhấn từ đừng phạm ác sẽ sống đời thánh danh. Đức Phật A Di Đà, người đã thấy sự đau khổ của chúng sanh trong cảnh tha bà mà phát lên 48 lời nguyện, hình thành nên cõi nước Tây phương Cực Lạc, nguyện đưa hết chúng sanh rời xa đường khổ đến bến bờ an lạc. Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi, ngài đã ứng hóa ra 33 thân tướng khác nhau, đi khắp nơi cứu độ chúng sanh. Nếu ai xin niệm danh hiệu ngài, ngài liền ứng hiện giúp đỡ cho họ vượt qua khó khăn khổ nạn. Hình ảnh chư Phật chư Bồ Tát là những tấm gương sáng nhất cho mỗi người chúng ta noi theo. Chúng ta nương theo các ngài, ứng dụng lòng từ bi vào cuộc đời. Đối với gia đình thì phải hết lòng kính trọng ông bà cha mẹ, thương yêu anh chị em trong nhà đối với những người bạn thân xung quanh thì ta phải hết lòng thương yêu họ đối với người thương yêu ta thì ta thương yêu họ là điều hiển nhiên ngược lại đối với những người ghét ta hay muốn hãm hại ta thì để thương yêu được họ lại là một thử thách lớn đối với đạo đức của ta đối với môi trường xã hội thì phải có tinh thần đoàn kết biết san sẻ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những lúc khó khăn làm được như vậy ta mới xứng đáng là người đệ tử của Phật. Có một điều lạ là những thiết bị điện tử như là điện thoại, iPad hay đến những phương tiện thông tin đại chúng như Facebook, Zalo được quảng cáo là có khả năng kéo con người lại gần với nhau hơn. Nhưng mà ngược lại, chính chúng là thủ phạm khiến người với người ngày càng xa cách nhau hơn. Ngày nay đời sống xã hội phát triển, mỗi người đều có riêng cho mình một phương tiện liên lạc trò chuyện Thế là người ta Dành cả ngày thậm chí là cả đêm Dán mắt vào trong màn hình máy tính Không còn để ý gì Đến mọi việc xung quanh nữa Hay trong một gia đình Ba bốn thành viên Mà mỗi người đều sống trong thế giới riêng của mình Không còn quan tâm gì Đến những thành viên khác nữa Nếu cứ như vậy Thì tình cảm giữa con người với nhau Càng ngày càng phai nhạt Đến một ngày tình thương yêu lòng bao dung từ ái không còn thì con người sống với nhau một cách dửng dưng vô cảm trái tim không còn rung động khi thấy những cảnh khổ đau của những người xung quanh mình thấy được mối nguy hại như vậy cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận khi sử dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật biết ứng dụng đúng cách sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn đừng để chúng dẫn dắt chúng ta đi lầm đường lạc lối một con đường hẹp mà cả ta và người đều muốn bước qua ta và người cùng tranh giành đấu đá quyết liệt để được đi qua con đường đó cuối cùng chẳng ai có thể qua được nay ta là người đã hiểu phật pháp đã phát khởi được tâm từ bi thì cho dù người đó không chịu nhường đường cho ta ta vẫn nguyện sẽ nhường đường cho người từ đó đường trước rộng ra và cả hai để có thể thẳng tiến đến đích người đệ tử phật có thể khởi tâm thương yêu cho đến tất cả mọi loài thế nhưng ngược lại đôi khi những người sống kề bên cạnh ta mà ta chưa thương yêu được họ ví như người ta thương yêu cho đến từng loài sâu từng con kiến nhưng khi gặp điều không vừa lòng ta chẳng tiếc lời chửi mắng hay đánh đập những người thân của mình không thương tiếc có người đi chùa lâu năm kinh nào cũng thuộc nhưng đụng một chút là nổi sân. Như vậy, liệu ta có làm đúng theo như lời Phật đã dạy hay chưa? Chúng ta phải đi từng bước trên con đường thực tập, phát khởi tâm từ bi. Thương yêu những người trong gia đình, ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em của ta. Thương yêu những người xung quanh đó là bạn bè thân thiết, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp trong công ty hay là huynh đệ sống chung một mái nhà. Thương yêu những người trong cộng đồng xã hội và trong quốc gia của ta. Thương yêu toàn thể những con người trên địa cầu. Yêu thương tất cả chúng sanh từ con người cho đến loài vật. Yêu thương cả những chúng sanh vô tình từ cây cỏ cho tới rừng núi. Thấy cho lời kết trong câu chuyện hôm nay, chuyện kể rằng có một cậu bé kia giận mẹ mình cho nên cậu chạy vào một khu rừng và hét thật to. Tôi ghét người, cả khu rừng đồng thanh đáp lại tôi ghét người cậu bé sợ hãi chạy về nói với mẹ mẹ cậu dẫn cậu trở lại khu rừng dạy cậu hay nói rằng tôi thương người cả khu rừng lại đồng thanh đáp lại tôi thương người thưa quý vị và các bạn câu chuyện này giống như chính bản thân của ta khi ta ganh ghét đố kỵ hay muốn làm hại người thì chính người cũng ganh ghét đố kỵ hay muốn hại lại ta ngược lại khi ta thương yêu người thì chắc chắn người sẽ thương yêu lại ta từ bi trong phật giáo là chúng ta làm phát khởi lòng yêu thương trong chính mình từ bi đi đôi với trí tuệ nên vượt thoát mong cầu và phân biệt và từ bi trong phật giáo cũng là phương tiện hành đạo của hành giả cũng như chư vị bồ tát nếu mình giúp người để mong người giúp lại thì chưa phải là bản chất đích thực của từ bi trong Phật giáo. Kiếp người dài ngắn bao lâu, tùy theo thọ mạng, lo âu làm gì. Khổ sâu phiền não mà chi, để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Dù cho xinh đẹp giàu sáng, hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau. Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau, nhưng tâm đừng chấp nghèo giàu mới hay giàu sang dễ bị mê say nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong làm người cần phải thông dong yên vui tự tại tấm lòng thánh cao cuộc đời sống gió ba đào tấm không đắm nhiễm gió nào đồng lây. hơn thua thắng bại hàng ngày thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường thế nhân cần có tình thương đừng nên ỷ thế lấn đường người ta Tâm nhìn mở rộng cao xa từ bi trí tuệ chán quà nhân sinh sống cho trọn nghĩa trọn tình đừng gây quan trái bất bình với ai mình còn có lúc cũng sai nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu cuộc đời nào có bền lâu vô thường không hẹn biết đâu mà lường thắng trầm dính nhục phóng xương Giữ lòng bình thản, đừng dương khổ sầu. Ta người có khác gì đâu? Cảm thông tất cả, nguyện cầu an nhiên. Cần đến tránh ác làm hiền, để tâm trong sạch, không phiền, không tham. sân si nhất định không làm, đơn sơ biết đủ, không ham muốn nhiều. Tiền tình vật chất những điều, nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa đừng nên lưu luyến say xưa xa ly đừng chấp đừng ưa so bì đắm mê dục lạc mà chi ta còn không có có gì của ta đủ duyên hòa hợp sinh ra hết duyên tan rã gì là ta đâu chấp chỉ mang khổ mang sầu nhẹ nhàng buông xả không cầu không mong luôn luôn thanh tịnh cõi lòng thảnh thơ giải thoát khỏi dòng trầm luân. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống này có tấm gương phản chiếu. Mọi sự gặp gỡ trên đời không phải ngẫu nhiên mà có, tất cả đều có lý do của nó. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Tất cả các pháp trên thế gian này đều hình thành do nhân quả. Nhưng để nhân biến thành quả thì phải có duyên tác động nhân ác gặp duyên ác thì trổ quả ác nhân thiện gặp duyên thiện thì trổ quả thiện có khổ đau mới hiểu giá trị của hạnh phúc chính vì vậy hiểu rõ về nhân duyên sẽ giúp cho chúng ta an vui tự tại trong cuộc đời này đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình này hôm nay những người tốt bụng sẽ luôn gặp may mắn trong đạo đức kinh viết rằng thiên đạo vô thân thường giữ thiền nhân ý câu này nói rằng đạo trời là công bằng trời phật không thiên vị bất kỳ ai nhưng thường hay giúp đỡ những người chăm chỉ hành thiện lòng tốt là một kho báu và nó là vô tận trong một đời người trái tim là mảnh đất màu mỡ trải qua hơn trăm đời dẫn nên giữ một trái tim lương thiện hãy tưởng tế bạn sẽ được khen thưởng còn tin hay không là tùy ở bạn cách đây khá lâu có một đoàn khảo cổ học đã tiến vào sa mạc sahara nơi được mệnh danh là biển sa mạc không có đường quay trở lại bộ xương của người quá cố có thể được nhìn thấy khắp nơi trong sa mạc này vì vậy đội trưởng đội khảo cổ đã yêu cầu mọi người dừng lại chọn một nơi cao để đào hố chôn bộ xương và sử dụng cành cây hoặc đá để xây một bia mộ đơn giản cho người quá cố nhưng có rất nhiều bộ xương trên sa mạc nên việc chôn cất mất rất nhiều thời gian các thành viên trong nhóm phàn nàn Chúng tôi đến đây là để khảo cổ học Không phải để thu thập xương người chết Nghe vậy trưởng đoàn ân cần nói Mỗi một đống xương Có thể đã từng là đồng nghiệp của chúng ta Làm sao có thể nhận tâm nhìn xác của họ Phơi bày giữa cái nắng Ở nơi khoan du như thế này được Một tuần sau Nhóm khảo cổ đã tìm thấy nhiều chi vật và đồ tạo tác cổ đại trong sa mạc và gom lại đem về nhưng thật không may cho họ khi họ quyết định rời đi thì một cơn bão bất ngờ thổi đến phương hướng bị biến mất trong vài ngày đêm ngay cả việc sử dụng la bàn cũng không thành công đoàn khảo cổ hoàn toàn mất phương hướng dần dần thức ăn và nước ngọt bắt đầu khan hiếm rồi sau đó họ hiểu tại sao lại có nhiều xương trong sa mạc này như vậy đang lúc khủng hoảng Đội trưởng đột nhiên nói Đừng có tuyệt vọng Đừng quên Trên đường chúng ta tới Đã để lại những tấm biển chỉ đường Đó chính là những ngôi mộ Mà chúng ta từng chôn cất Từ khi mới bước vào sa mạc Sau đó họ đi dọc theo những tấm bi mộ Dưới đó họ chôn vùi xương người Cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi biển chết này sau này trả lời phỏng vấn của phóng viên, các thành viên trong đoàn khảo cổ đều thở dài nói Thật ra lòng tốt là tấm biển chỉ đường chúng tôi để lại cho chính mình. Bia mộ cũng chính là biển báo mà các thành viên trong đội đã chôn cất để lại trong sa mạc. Lòng tốt là phúc lành để lại cho chính mình trên đường đời. Trong cuộc sống dù bạn là người nào, làm gì, ở đâu, bạn phải biết rằng những gì bạn làm cho người khác chính là đang làm cho chính mình vì vậy muốn có được cái gì thì trước hết phải để người khác có được cuộc sống như một tiếng vọng nếu bạn dành lòng tốt cho người khác thì cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được lòng tốt từ người khác mọi phước báo đều không thể tách rời chữ tâm những phước lành mà bạn tích lũy được thường sẽ mang đến những điều bất ngờ cho bạn Hãy sống tử tế mọi lúc mọi nơi Hãy cứ hỏi lòng mình Đừng hỏi đến việc được và mất Tiếng thơm sẽ theo bạn suốt chặng đường dài Người tốt sẽ luôn luôn gặp may mắn Tôi nhớ hồi còn nhỏ Trong làng tôi ở có một người phụ nữ quá chồng Số bà thật là khổ Chồng bà mất khi còn rất trẻ Vì làm việc quá vất vả Dài chục năm trôi qua chẳng mấy ai còn nhớ nổi tên thật của bà là gì nữa. Bởi mọi người đều đã quen gọi bà là bà Trương. Theo suy nghĩ của người Á Đông, nhất là những người ở thời đại trước, nuôi lợn lấy mỡ, nuôi con thì đỡ chân tay. Nuôi con là để sau này có thể dựa dẫm lúc về già. Thế cho nên, nhiều người làm tôi cứ tiếc mãi cho bà, vì bà chỉ có ba cô con gái. Đợt lúc có người lại chép miệng nói rằng giá như có một đứa con trai có thể đời bà trương sẽ không phải khổ sở như vậy vì con bà cắn răng làm việc bất kể thời gian chịu đựng mọi khổ đau để nuôi ba con gái trưởng thành rồi lo cho yên bề gia thất ba cô con gái lấy chồng cứ mỗi một đứa đi bà lại già thêm vài phần cho đến khi Cô út được gả đi Bà Trương bỗng chốc già đi trông thấy Tóc thì bạc trắng Mặt thì đầy nếp nhăn Mùa đông năm đó Nhận thấy ngay cả việc đi lại Cũng đã rất vất vả Châm lửa nhóm bếp Cũng đã khó Chứ chưa nói đến việc nấu nướng Trước cảnh ngộ đó Bà chợt nghĩ Đã đến lúc suy nghĩ về việc hậu sự của mình vốn đã quen với việc phàm là chuyện của mình bà tuyệt đối không tìm đến nhà con gái để bị biến thành quả bóng đá qua đá lại. Thế cho nên, bà mới quyết định ở một mình đến già trong căn nhà hai gian dột nát. Nhưng có một việc, bà vẫn chưa thể an tâm. Bà còn có một cây trăm vàng rất quý do tổ tiên để lại. Trước khi đi, bà không muốn đòi hỏi con cái thứ gì. Bà chỉ là muốn để chút tích cóp cuối cùng cho một trong ba cô con gái mà thôi nếu như để lại sẽ phải để lại cho cô nào hiếu thuận nhất bà trương nghĩ vậy chỉ có như thế bà mới an tâm ra đi thế nhưng cô nào mới là người hiếu thuận nhất bà thật khó nghĩ và khó phán đoán một cách chính xác được ba cô con gái sau khi xuất giá chẳng khác nào dìu đứt dây rất ít khi về nhà thăm mẹ tuy nhiên may mắn là cả ba cô đều lấy chồng không xa cho nên bà quyết định sẽ cố đi thăm từng đứa một buổi sáng hôm đó bà quyết định đến nhà cô cả tên là quyên cô này được gả vào nhà có điều kiện nhất gì trong làng thấy mẹ đến nhà mình quyên chỉ mời mẹ một bữa cơm đạm bạc có địa lạc rang và một đĩa rau xào mặn bà trương ngại ngùng nói với con rằng răng của mình không tốt cố đưa vai miếng vào miệng rồi đi vừa ra khỏi cổng chưa xa bà gặp cậu cháu ngoại đang chơi ở ngoài đó bà ngoại ơi vào nhà con ăn cơm đi hôm nay mẹ con hầm đùi heo cậu cháu ngoại vô tư nói như vậy ngoại ăn rồi con về ăn đi nói xong trong lòng bà cụ trào dâng một cảm giác chua xót bà trương lại tiếp tục đến nhà cô thứ hai tên là anh chồng cô là một người chạy xe chở hàng tiền kiếm được không ít điều kiện kinh tế cũng khá giả thấy mẹ đến cô bỗng có thái độ không vui vào bếp mang ra đĩa giá đổ ăn dở, vài cái bánh bao và bát nước nóng ra mời mẹ. Bà cụ cảm thấy mình không khác gì một người ăn xin, lặng lẽ ăn vài miếng, nước mắt chỉ chực trào ra. Thế nhưng cô con gái làm như không thấy còn nói, Mẹ, đã quá trưa rồi, mẹ tranh thủ trời còn sáng mà về đi cho sớm. Bố bọn trẻ một lát nữa xem về, con cũng còn bận việc nữa, Bà Trương gật đầu Ngước nhìn lên trời Rồi lập cập rời đi Hai cô con gái này Khiến cho bà lo lắng Tốn bao tâm sức Thật không ngờ chẳng câu nào nghĩ cho mẹ Dù chỉ một chút Đi mãi Đi mãi Cho đến khi trời tối Bà chợt nhận ra mình đã đi thẳng đến nhà Cô con gái thứ ba tên là Tú Không được may mắn như hai cô chị Tú vừa lấy chồng xa nhất Điều kiện gia đình cũng khó khăn Thiếu ăn thiếu mặt Thấy mẹ đến nhà Cô rót cho mẹ bát nước Rồi dội giả ra ngoài Trong lòng bà Trương bỗng trào lên cảm giác lạnh lẽo Không ngờ Cú Út lại đối xử với mình như thế Nếu đã vậy Bảo bối gia truyền Bà chỉ còn cách mang theo vào quán tài mà thôi Nghĩ đến đó bà đứng dậy ra khỏi cửa đúng lúc đó cô út tay sách một túi thịt lợn và một bó rau đi vào cất tiếng vui vẻ mẹ tối nay mẹ đừng có về chúng ta làm bánh há cảo ăn nghe mẹ vào thời đó với điều kiện kinh tế của cô út có lẽ chỉ có tết mới có thịt ăn chứ thông thường có mắm có muối ăn đã là tốt lắm rồi tiền mua thịt không biết ở đâu mà có. Đến lúc ăn cơm, bà Trương vô tình nhìn lên tóc con gái và phát hiện chiếc trâm cài đầu vẫn dùng trước giờ không thấy đâu nữa. Bất giác, bà cảm thấy ấm lòng, nước mắt lưng tròng. Cho rằng mẹ lo lắng cho mình, cô Tú liền đỡ tay mẹ nói Mẹ, nhà con đối xử với con rất tốt, mặc dù cuộc sống có khó khăn nhưng mà mẹ đừng có lo con rể mẹ còn nói đợi sang năm có điều kiện khá lên một chút sẽ đón mẹ về ở cùng bà trương cười mắt giận rưng rưng bà rút từ trong túi ra chiếc trăm vàng bảo con ngồi vào lòng như ngày thơ bé nhẹ nhàng cài chiếc trăm lên tóc con con à đây là món quà cuối cùng mẹ cho con. Lúc khổ sở nhất mẹ cũng không nỡ bán nó, bởi vì nó là niềm tin, là hy vọng. Chỉ cần có niềm tin và hy vọng, cuộc sống có khổ sở đến thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể vượt qua. Bà Trương nghẹn ngào nói với con. Cô Út gật đầu, nghĩ lại những ngày bố mẹ con dựa vào nhau để sống, mà nước mắt trào dâng. Không lâu sau đó, bà Trưng tự giả cõi đời, nhẹ nhàng như đi vào một giấc ngủ bình yên. Về sau, hai cô lớn vì muốn tranh căn nhà dột của mẹ mà đã sinh cãi giả, kiên quyết không nhìn mặt nhau. Cô út tuyệt nhiên không tham gia. Hai vợ chồng cứ thế thanh thản sống qua ngày, cho đến khi sinh con, rồi họ lớn lên lập nghiệp. Chiếc trâm cài đầu vẫn lúc được cài trên tóc của cô cho dù tháng năm để khiến cho mái tóc ngã sang bào trắng. Con gái cô cũng đã có gia đình, có con. Dứt trăm vàng được cô tâm niệm sẽ truyền từ đời này sang đời khác. Bởi có nó là có niềm tin và hy vọng. Có nó đời người sẽ không còn gặp gần khó khăn nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống này, người ta thường nói bạn là người như thế nào, bạn sẽ đi với người như thế đó thế giới này có những tấm gương phản chiếu bạn là người như thế nào thì bạn sẽ thu hút và hay có xu hướng đi với những người như vậy tương đồng với nhau về mặt tính cách chéo dân nào gặp quả gì tất cả mọi thứ đều là sự phản chiếu từ chính trái tim của bạn muốn gặp người tốt trước hết bạn phải là người tốt cái đã số phận của một người hoàn toàn nằm trong tay họ bạn muốn trở thành người như thế nào bạn muốn sống như thế nào bạn có thay đổi hay không Và thay đổi khi nào tất cả đều phụ thuộc vào bạn cả có người đi chợ mua một con lừa nhưng không biết tính cách của con lừa ra sao nên bạn với ông chủ muốn thử nó trong hai ngày anh ta dẫn con lừa về chuồng và nhốt nó với ba con lừa mà anh ta đã có. Và anh ta biết rất rõ hành vi của ba con lừa này, có một con siêng năng, con kia thì lười biếng và con còn lại thì rất giỏi ăn uống. Sau khi con lừa mới mua được dẫn đến chuồng thì nó chỉ đi bên cạnh con lừa lười biếng. Khi người mua lừa nhìn thấy điều này, anh ta lập tức dẫn con lừa quay trở lại chợ trả cho ông chủ, không mua nữa. Ông chủ bán lừa nhìn thấy người này và nói Sao anh chưa thử nó kỹ mà đem trả lại rồi? Người đàn ông trả lời Tôi đã biết nó là loại lừa gì, không cần phải thử nữa. Bạn bị thu hút bởi những người như thế nào thì bạn sẽ là người như thế đó. Và con lừa cũng vậy. Chính vì con lừa được mang về nhà có bản chất lừa biến ăn trong máu nên nó sẽ đi lại một cách có ý thức hoặc vô thức đến bên các đồng loại có tính cách tương đồng. Trong cuộc sống này, thật ra không khó để phát hiện ra những người có tính cách, sở thích tương đồng, thường dễ thu hút nhau hơn. Nếu một người làm việc quang minh lỗi lạc, kính già, yêu trẻ, thì bạn của anh ta cũng sẽ có những phẩm chất như vậy. Giống như câu nói, người với người sẽ có khí chất khác nhau. Bạn có khí chất như thế nào thì sẽ thu hút người như thế đấy. Tôi đã từng nghe qua một câu chuyện như thế này. Có một chàng trai trẻ đi mua bát. Anh ta nhấc đại một chiếc bát lên và cụng đó với những chiếc bát khác trong quán. Cứ như vậy, anh ta gần như đã làm thế với tất cả các bát trong quán, nhưng lại không ưng ý chiếc nào. Ông chủ bán hàng không hiểu tại sao anh ta lại cụng hai chiếc bát vào nhau. Anh ta nói, nếu mà phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai thì chắc chắn là bát tốt. Ông chủ nghe thấy thế liền đưa cho anh ấy một chiếc bát, mỉm cười nói: "Nè, cậu thử cầm chiếc bát này thử xem, chắc chắn sẽ chọn được chiếc bát mà cậu muốn." Chàng trai trẻ nghe lời làm theo. Kết quả, chiếc bát nào cũng phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai anh ta không hiểu nhìn ông chủ ông chủ lại mỉm cười chiếc bát ban đầu cậu chọn để đi thử là hàng loại ba nếu dùng nó để thử thì chỉ có thể phát ra âm thanh trầm đục nếu muốn một chiếc bát tốt trước tiên phải chắc chắn rằng trong tay của cậu cũng là một chiếc bát tốt thưa quý vị và các bạn người với người cũng như vậy bạn là người như thế nào thì quyết định bạn sẽ gặp người như thế đó Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.